Mong Anh rất vui gặp lại quý vị trong hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, trong ba quốc gia ở thời đại Tam Quốc, Thục Hán là quốc gia sụp đổ đầu tiên. Khi tìm hiểu về nguyên nhân, các sử gia cho rằng Thục Hán tiềm ẩn mầm họa có thể dẫn đến sự diệt vong. Chính Tôn Quyền từng ân cần cảnh báo nhưng Gia Cát Lượng lại phớt lờ đi. Tuy nhiên, sau cái chết của Gia Cát Lượng, mầm họa tiềm ẩn thực sự bùng phát, khiến nhà Thục Hán suýt bị diệt vong. Vậy mầm họa khiến Thục Hán suy tàn là gì? Tất cả quý vị hãy cùng lịch sử Trung Quốc tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Chuyện bắt đầu từ việc Lưu Bị, Tôn Quyền liên minh đánh bại Tào Tháo ở trận Xích Bích. Đang đạt chiến thắng, Lưu Bị mang quân tới chiếm Kinh Châu. Quân Lưu Bị dễ dàng chiếm được ba quận Vũ Lăng, Linh Lăng, Quế Dương. Quan Vũ được lệnh đánh tiếp Trường Sa, nhưng quận Trường Sa có lão tướng Hoàng Trung dũng mãnh, chống đỡ không hàng, khiến Quan Vũ khó đánh. Sau đó, tướng Ngụy Diên lúc này cũng chấn giữ Trường Sa, thuyết phục Hoàng Trung, Hàng Thục và Hoàng Trung đồng ý. Vì thế, khi Lưu Bị dẫn quân đến Trường Sa, Ngụy Diên mở cổng thành cho quân Thục vào thành. Ngụy Diên sau đó được Lưu Bị trọng dụng, từng theo Lưu Bị đánh Ích Châu của Lưu Trương, lập được nhiều công lớn. Năm 219, Lưu Bị chiếm được Hán Trung. Ai cũng cho rằng ông sẽ chọn Trương Phi chấn giữ nơi này. Nhưng cuối cùng, ai cũng bất ngờ khi Lưu Bị quyết định chọn Ngụy Diên làm thái thú Hán Trung, trấn viễn tướng quân. Thời điểm đó, liên minh Tôn Quyền Lưu Bị vẫn còn nồng ấm. Bản thân Tôn Quyền được cho là hiểu rõ con người của Ngụy Diên, biết người này không đơn giản. Vì vậy, khi đại thần Phí Y của Thục Hán làm sứ giả sang Ngô, Tôn Quyền từng cảnh báo với Phí Vĩ về Ngụy Diên. Tôn Quyền cho rằng cần phải đề phòng Ngụy Diên, cho rằng Ngụy Diên là mầm họa rất lớn và tốt nhất đừng bao giờ để hắn điều binh khiển tướng. Tôn Quyền thậm chí tiên liệu rằng một khi Gia Cát Lượng mất, Ngụy Diên sẽ làm loạn, có thể dẫn đến sự diệt vong của Thục Hán. Nhưng sau đó, Gia Cát Lượng không hề bận lòng và tìm cách trừ bỏ Ngụy Diên. Sinh thời, ông luôn tiếc sự dũng mãnh của vị tướng kiệt xuất này và những chiến công của Ngụy Diên cũng khiến Lưu Bị rất hài lòng và càng tin tưởng quý trọng ông ta. Tuy nhiên, các sự kiện lịch sử sau đó đã chứng minh lời tiên đoán của Tôn Quyền phần nào chính xác. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời ở doanh trại khi đang bắc phạt Tào Ngụy, Ngụy Diên không chịu làm theo di ngôn của ông, thậm chí còn đốt cầu chặn đường rút quân của quân Thục trong lúc quân Tào đang truy đuổi sau lưng. May mắn, quân Thục chặt cây, làm cầu mới gấp rút ngày đêm để khai thông đường hành quân nên bình an vô sự trở về thành đô. Khi đó, nếu không kịp rút rồi bị quân Thảo Ngụy bao vây và tiêu diệt trên chiến trường, vận mệnh của Thục Hán có thể diệt vong ngay tại thời điểm này. Về phần Ngụy Diên, cuối cùng vị tướng này bị khép tội mưu phản và Mã Đại chém chết. Gia tộc nhà Ngụy Diên còn bị Chu Si tam tộc. Quý vị thân mến, có thể thấy Thục Hán hoàn toàn không phải là không có tướng tài, thế nhưng chỉ vì Gia Cát Lượng không thích hạng người như Ngụy Diên, từ đầu đến cuối thường nghi ngờ mà không sử dụng. Đây cũng chính là Gia Cát Lượng tự đánh mất cái lòng độ lượng lớn của một nhà chính trị và gây ra án oan thiên cổ cho cái chết của Ngụy Diên. Vậy rốt cuộc vị quân sư này có phải người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cái chết của võ tướng Ngụy Diên hay không? Hay còn nguyên nhân nào khác dẫn đến nghi án lớn nhất Tam Quốc này? Quý vị hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu ngay sau đây nhé! Cái chết của Ngụy Diên. Tam Quốc Chí Ngụy Diên truyện có chép, năm Kiến Hưng thứ 12, mùa thu, Lượng mắc bệnh, bí mật cùng với trưởng sử Sương Nghi, Mã Tư Phí Vĩ, hộ quân Khương Duy bàn việc lui quân sau hậu sự. Sai Ngụy Diên đi Đoạn Hầu, tiếp tới Khương Duy, nếu Diên có ý không vâng mệnh thì tùy nghi mà xử lý. Đây là lần hội nghị quân sự cấp cao cuối cùng trước khi Gia Cát Lượng lâm chung, nhưng hội nghị này chính là dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trước tiên là việc chủ soái bị bệnh nguy kịch vì sợ lòng quân dao động, chỉ cùng với một số người thương lượng việc hậu sự. Điều này có thể hiểu được, nhưng với số ít người này nên bao gồm những thân tín của mình, càng nên có cả những tướng lĩnh cấp cao trong quân đội. Ngụy Diên khi đó làm tiền quân sư, chính tay đại tướng quân, giả tiết lĩnh chức Hán Trung Thái Thú, Nam Trịnh Hầu. Gia Cát Lượng là thừa tướng, thượng thư giả tiết lĩnh chức Tư Lệ Hiệu Úy, Ích Châu Mục, Vũ Vương Hầu. Hai người cùng đều giữ chức tả tiết còn phong hầu. Có thể thấy, chức vụ của Ngụy Diên trong triều đình nhà Hán hoàn toàn không hề thua kém gì Gia Cát Lượng. Mà Dương Nghi khi đó chỉ giữ chức trưởng sử trong phủ thừa tướng, Phí Vĩ giữ chức thừa tướng Tư Mã,
Khương Duy giữ chức trung giám quân Trinh Tây tướng quân. Nếu lấy chức quan mà luận, thì quan vị của Dương, Phí, Khương, ba người hoàn toàn chẳng thể so sánh được với Ngụy Diên. Thế mà Gia Cát Lượng mở một hội nghị quân sự cấp cao, như thế lại loại bỏ Ngụy Diên ở ngoài. Đây chẳng phải là sự cố ý sao? Thứ hai, Gia Cát Lượng tuy bàn việc lui quân sau hậu sự, nhưng cũng không hề sắp xếp ai là chủ soái của toàn quân. Chỉ sai, Ngụy Diên đoạn hậu, tiếp tới Khương Duy. Dương Nghi giữ chức gì đây, không biết. Trên thực tế, Dương Nghi hoàn toàn không được giao nhiệm vụ chính thức của Gia Cát Lượng hay chính quyền thuộc Hán. Dương Nghi thống nhất toàn quân danh bất chính, ngôn bất thuận. Đây cũng chính là mầm họa cho việc tranh chấp nội bộ giữa Ngụy và Dương. Thứ ba, mật lệnh của Gia Cát Lượng là nếu Diên có ý không vân mệnh thì tùy nghi mà xử lý. Điều này như đã định, việc Ngụy Diên nhất định sẽ phải làm. Việc vì sao Gia Cát Lượng lại sắp xếp như thế, trong sử hoàn toàn không hề có chép. Theo ý tôi, nguyên nhân có 3 điều. Thứ nhất, Gia Cát Lượng một đời dùng binh ư quá cẩn thận. Nguyên nhân chính là thiếu kinh nghiệm thực chiến, như Trần Thọ từng đánh giá, sở trường trị nhung, sở đoàn ở Kỳ Mưu, có tài trị dân, kém dùng sách lược. Tam Quốc Chí quyển 35, Gia Cát Lượng truyện viết, Ngụy Diên dùng binh luôn lấy chủ trương là xuất kỳ chiến thắng. Đây là điểm cố kỵ lớn nhất của Gia Cát Lượng. Nếu như quyền chỉ huy quân sự được giao cho Ngụy Diên, ắt hẳn Ngụy Diên sẽ làm thay đổi hoàn toàn chiến lược quân sự đã được định sẵn của mình. Việc làm theo ý mình để tiến hành tác chiến là điều mà Gia Cát Lượng hoàn toàn không chấp nhận được. Thứ hai, Gia Cát Lượng tuyển chọn quan lại, sử dụng nhân tài, thường lấy việc phụng chức theo lý làm tiêu chuẩn. Điều này có thể thấy được qua tuyển xuất sử biểu. Những người được Gia Cát Lượng xưng tụng hay tiến cử và trọng dụng như Quách Du Chi, Phí Vĩ, Đỗng Đoãn, Tưởng Uyển, Khương Duy, Hướng Sùng, không một ai không phải là người làm việc theo quy củ, phù hợp với chức vụ. Ngụy Diên lại là một vị đại tướng thường làm theo những kiến giải của mình. Tính cao ngạo, không a dua trên, lại còn lấy Hàn Tín để tự ví với mình, cho rằng Gia Cát Lượng là kẻ nhát gan, thường tự than rằng mình là kẻ có tài mà không gặp được thời cơ. Sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng nắm giữ đại quyền trong triều. Chính sự không kể lớn nhỏ đều do Lượng quyết. Đến như hậu chủ Lưu Thiền còn nói rằng, chính sự do Gia Cát Thị, việc tế kỵ thì do quả nhân. Tam Quốc Chí quyển 33, hậu chủ truyện chú dẫn. Ngụy Diên thường không làm theo Gia Cát Lượng nên đương nhiên dẫn tới việc đố kỵ của Gia Cát. Thứ ba, Gia Cát Lượng loại bỏ Ngụy Diên, còn phần vì những người của mình như Tưởng Uyển, Phí Vĩ, Khương Duy. Tam Quốc Chí, Tưởng Uyển truyện chép, Lượng mỗi lần nói Công Viêm tên tự của Tưởng Uyển, một lòng trung lương, là người cùng ta trợ giúp Vương Nghiệp vậy. Lượng còn mật biểu cho hậu chủ rằng nếu thần bất hạnh, việc sau nên giao cho Uyển. Trước khi Gia Cát Lượng lâm chung, hậu chủ sai thượng thư Bộc Xạ Lý Phúc tới hỏi Gia Cát Lượng, nếu công trăm năm rồi, ai là người có thể gánh vác được việc lớn? Gia Cát Lượng đáp, sau Tưởng Uyển, Văn Vĩ, tên tự của Phí Vĩ có thể kế tiếp. Tam Quốc Chí, quyển 45, Dương Hí truyện, chú dẫn, Ích Châu kỳ cựu tạp ký. Năm 228, Khương Duy quy hàng thuộc Hán, Gia Cát Lượng đối đãi với Khương Duy như người thân tín từ lâu. Thường xương tán rằng, trung cần vào việc, suy nghĩ thấu đáo, mẫn tiệp trong quân sự, lại có can đảm, hiểu sâu đạo dụng binh, có lòng với nhà Hán, tài kiêm trong mình, rất nhanh chóng được đề bạt lên thành trung giám quân Trinh Tây tướng quân. Gia Cát Lượng hiểu rõ nếu như Tưởng Uyển, Phí Vĩ, Khương Duy chấp chính thì Ngụy Diên là một chướng ngại lớn. Bởi Ngụy Diên không những ở trong đội quân mà ngay cả trong triều đình cũng có danh vọng rất cao. Đương thời bàn luận tất là người thay Lượng, Tam Quốc Chí quyển 40, Ngụy Diên truyện. Vì việc bài xích kẻ không cùng hướng với mình, Gia Cát Lượng đã không tiếc thủ đoạn để hủy đi cả một tay đống lương của nhà thuộc Hán, rồi Ngụy Diên vào chỗ chết. Nguyên nhân đầu của việc bị hại của Ngụy Diên có quan hệ mật thiết với Gia Cát Lượng, nhưng rốt cục cũng không phải đó là di mệnh lúc lâm chung của Gia Cát Lượng. Sát hại Ngụy Diên thì kẻ đứng đầu phải kể đến là Dương Nghi, đương nhiên Phí Vĩ, Tưởng Uyển, Đồng Doãn cũng có một phần ở trong đó. Ngụy Diên và Dương Nghi mâu thuẫn đã rất lâu, Ngụy Diên kiêu ngạo, Dương Nghi tự phụ, hai người thế như nước với lửa. Quân sư Ngụy Diên và trưởng sử Dương Nghi vốn căm hận nhau, mỗi lần cùng ngồi tranh luận thường nảy sinh mâu thuẫn. Gia Cát Lượng quyển 44, Phí Vĩ truyện. Gia Cát Lượng đã có thái độ như thế nào đối với việc xung đột giữa Ngụy Diên và Dương Nghị?
Theo sử chép, Lự tiếc cái tài cán của Nghi, sự kiêu dũng của Ngụy Diên, thường giận ở chỗ thiếu của hai người mà không thể tiết lệnh ai cả. Tam Quốc Chí quyển 40 dừng nghi chuyện. Từ biểu hiện trên có thể thấy rằng Gia Cát Lượng đã khoác lên mình một bộ mặt không thiên lệch về phía bên nào hết. Nhưng khi ở trên Ngũ Thượng Nguyên, rõ ràng cái cân tình cảm và quyền lực đó nghiêng về phía Dương Nghi rồi. Ngụy Diên không được tham dự vào hội nghị bàn quyết sách trước lúc lâm chung của Gia Cát Lượng, lại còn được sắp xếp là tướng quân đoạn hậu. Đây cũng coi như là đưa quyền chỉ đạo tối cao cho Dương Nghi rồi. Sau khi Gia Cát Lượng chết, Dương Nghi bí mật không phát tang, lại mệnh lệnh cho Phí Vĩ thử thăm dò ý đồ và tính toán của Ngụy Diên. Ngụy Diên nói với Phí Vĩ rằng, thừa tướng tuy mất, nhưng ta còn đó, các quan lại thân cận có thể phát tang để chôn cất. Ta tự lĩnh quân tấn công giặc, đâu có thể vì cái chết của một người mà bỏ thiên hạ được sao? Huống hồ, Ngụy Diên là ai? Sao có thể là bộ thuộc của Dương Nghi mà làm tướng đoạn hậu? Lời nói này của Ngụy Diên, nếu lấy quan vị mà luận thì không coi là loạn. Nếu như lấy việc công tư mà luận thì cũng không có gì là không hợp lý. Đối với thục phán mà nói, phạt Ngụy là việc lớn của thiên hạ. Vì một cái chết của Gia Cát Lượng, khi mà binh đã tới Vị Thủy, gần 10 vạn quân phải thoát lui, bỏ việc bắc phạt, đó chẳng phải là bỏ việc công mà lo việc tư là gì. Thêm nữa, sau khi Gia Cát Lượng chết, Khương Duy cũng đã từng 9 lần bắc phạt. Tài năng quân sự của Ngụy Diên hoàn toàn hơn hẳn Khương Duy. Thế mà sao không được tiếp nhiệm của Vũ Hầu gánh vác trọng trách phạt Ngụy đây? Quý vị thân mến, các sử gia cho rằng tài năng quân sự của Ngụy Diên hoàn toàn không kém gì Hàn Tín cả. Lưu Bị cũng là một vị đế vương vô cùng giỏi dùng người, tuyển chọn Ngụy Diên làm Hán Trung đô đốc, giao cho trọng trách thực ý muốn bồi dưỡng Ngụy Diên thành một đại tướng quân. Nhưng Gia Cát Lượng đối với Ngụy Diên lúc nào cũng có ý cản trở, không dùng vào việc lớn. Cuối cùng là việc võ tướng này bị bỏ rơi vào nghi án và chết thảm. Các bạn nghĩ sao về vụ án của Ngụy Diên năm xưa? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.